Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ dân hương Quốc tổ Hùng Vương nhân ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Dự lễ dân hương có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại đây, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dâng hoa, dâng hương và lễ vật lên các vua hùng với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước và giữ nước của bậc tiền nhân. Trước anh linh các vua hùng, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ của cháu con, đồng thời khẳng định tâm nguyện của toàn đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Vĩnh Long chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, làm trạng danh dòng giống con cháu lạc hồng. Trước bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương, lòng biết ơn sâu sắc, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang, 8 huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan trường học, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân đã cùng thành kính dâng lên Quốc tổ những lễ vật đặc sắc của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, là dịp để tri ân công đức của các vua hùng có công dựng nước và là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng sâu sắc.